ấy chồng ấy. Trời ơi, thấy cả nhà tụ họp lại mà cười nói rôm rã, chắc có vấn đề gì quan trọng vui mừng. Đúng rồi. Anh ơi, tôi đang có cái cảm giác là mình có một đứa con gái ấy chồng ấy chê, tưởng như xong rồi, tự nhiên bây giờ nó đi lấy chồng. Cái chuyện này nó còn quan trọng hơn cả cái chuyện thành thành công mà có việc làm nữa anh à. Vậy là tin mừng là đúng rồi. Dạ. Vậy mà tôi tưởng nó ấy chồng ấy chê chứ. Nhưng mà chị mừng là chị mừng cái mừng sớm. Ủa sao vậy? Gái chị nó lấy chồng mà biết chồng không muốn lấy nó không? Ôi chết cha, người ta có thương con không? Trời ơi, người ta mê con chích mê chích mệt. Con ta đẹp lạ, đẹp lùng nhưng mà không mê mới lạ. À, mình cái gì mình cũng phải sự trừ hao anh xui. Cái nha, hôm nay con thấy là một ngày rất là vui. Nên là con có một món quà tặng tất cả mọi người. Trời ơi, quà luôn hả? Ghê vậy? Đây đây. Mẹ, sao nhà nhiều người như vậy mà mẹ tặng món quà có tí xíu vậy? Quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa rất to. Mọi người đọc đi. Nhỏ mà nó có vỏ chắc. Bình gì vậy? Bình tĩnh, cái gì? Gì đây? Ha. Trời đất. Trời ơi. Trời mừng quá. Ý cho mặt của em. Chào chị. Hết hồn, hết hồn. Em con nè. Trời ơi, mình lại có cháu rồi. Trời ơi, Lộc. Ủa sao Lộc? Hả? Dạ. Tự nhiên vợ có bầu với mày quá thật luôn hả? Ừ. Dạ đâu có đâu hai. Mà em đang lo 6 năm nữa lại có một đứa vào lớp 1 nữa rồi. Trời ơi trời ơi. Mới có đậu thai thôi mà nó lo tới 6 năm sau. Trời ba ơi ba, con quá. Nghĩ đến thôi là con nổi da gà luôn á ba. Đúng rồi. Hả? Không phải mình con nổi da gà đâu, cả gia đình mình nổi da gà. Đúng rồi, hey. Nè, làm gì cả nhà nổi da gà vì cháu ngoại của tôi. Anh nổi da gà là lý do khác. À, ở đây nè, làm anh nổi da gà là có lý. Cháu ngoại tôi làm gì là làm anh nổi da gà. Không phải đâu, cái chuyện này mới là cái chuyện quan trọng nổi da gà nè. Cái gì vậy? Bây giờ, trong cái chuyện đặt tên. Nha. Đúng là rồi. Không có cái gì thành công rồi tất thắng rồi mà mình phải đặt một cái tên nào đó má. Hả? Không được đặt tên Thế Việt nha má. Dễ gì đi Tài Việt được không con? Đặt một cái tên dễ thương, dễ gọi, dễ nghe, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới suốt cả cuộc đời đó luôn. Tên gì? Tên gì? Hạnh Phúc.